told your friend you're not okay. Chào các bạn nhá. Hôm nay mình giới thiệu tới các bạn một bộ số của xe 500 kg, xe 5 tạ đấy, 5 tiến một lùi. Đây là bộ số 5 tiến một lùi, gồm có hộp số này, khớp lối. Đây là khớp lối từ động cơ này vào trong hộp số này. Đấy, đây là đầu vào này. Đây là đầu ra này, có khớp đầu ra này. Đấy. Cái khớp này thì có rãnh trượt nhé. Đấy. Khi mà cầu sau nhún lên nhún xuống này thì cái chiều dài nó thay đổi, cái này có thể thò ra thụt vào này. Gọi là có rãnh then đấy, then dọc. Đây là khớp 360. Cái phía cầu khớp bên trên kia cũng thế. Đấy, thì khi mà động cơ dẫn động này, nó sẽ truyền chuyển động vào đây và ra bên kia, thì mình có thể thay đổi tỷ lệ truyền hay thay đổi số qua cái bộ này. Đầu tiên đây là số mo này, thì đầu vào quay, đầu ra không quay này. Tiếp theo là đây là số 1 này, số 1 là gạt sang bên trái, đẩy lên trên là số 1 này. Đấy. Kéo về đây là số mo này. Gạt sang trái, kéo về đằng sau là số 2 này. Đẩy về giữa là số mo này. Đẩy lên trên là số 3. Kéo về đây là số mo. Đấy, kéo xuống là số 4. Kéo về đây là số mo. Gạt sang bên trái, gạt lên trên là số 5. Đấy. Kéo xuống dưới đây là số mo. Gạt sang phải, kéo xuống đây là số lùi. Đây là số lùi này. Đấy. Đầu vào quay theo một chiều và đầu ra thì quay theo chiều ngược lại. Đẩy về giữa là số mo này. Giới thiệu tới các bạn một con động cơ xe máy 125cc này. Động cơ gì đây? Zin Xiang. Đấy, đây là con động cơ 125cc mới cứng nha. Còn mới nguyên luôn. Đấy, 124cc. Cốt máy là cốt 17, cốt dài. Cốt bình thường chỉ ngắn này thôi. Cái này gần như là dài gấp đôi. Số máy này. Đây là số này lắp cần số này. Đây là củ đề này. Bên này là có thể lắp cần lỗ này. Phụ kiện kèm theo nó thì còn có cái cổ hút này và chế hòa khí.
Đây là cần lỗ này. Đây là cần số này. Cần số gì mà dài thế nhỉ? Đây, một cần lỗ, một cần số này. Cần số quá dài là trời luôn. Đây là quả bô lỗ rồi. Tuyệt vời. Đây là cổ bô này. Đây là bộ còi ngân 7 tiếng này. Đây là bộ điện của con máy này. Dùng bộ điện cũ à? Đây là bộ đèn xi nhan này, như là của xe coupe ấy. Còn đây là đôi gương của xe tải 5 tạ. Đây, và ở đây thì mình có cái bình xăng này này. Rất là đẹp luôn. Đấy, trong bình xăng này thì nó có cái ống dẫn ra này, kèm cả lọc xăng luôn này, mình gắn ở đây. Từ đây mình sẽ dần ống nối xăng xuống. Cái bô rất là đẹp luôn này. Cục máy 125cc này. Một số 5 tiến một lùi này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lối giữa con máy và số đây. Thì mình sẽ sử dụng, mình sẽ chọn cái cây tip 27 này. Có độ dày là, mình sẽ chọn cây tip dày 2 ly nhé, để làm khung lối giữa máy và hộp số cho là chắc chắn này. Đây là con máy này. Đây là hộp số này, giờ mình sẽ tiến hành ghép lối giữa con máy và hộp số này. Hôm nay mình sẽ tạm thời bỏ ra này. Thank you.
Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good stuff moving. Step three, you grow hard about what you want. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up. Đấy nhá, và mình vừa mới kết nối xong con động cơ với cả bộ số này. Đấy, sẽ cố định động cơ và bộ số như thế này. Nó thành một khối. Đấy, đây sẽ là cơ cấu của nó này. Kia là cần số này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 lùi. Đây là máy và bộ số này. Đây nhá, khi động cơ chạy thì cái trục này sẽ quay này. Đấy. Truyền chuyển động qua hộp số này này. Qua các cấp biến đổi số và sẽ cho ra đầu ra ở đây nhá, mình chưa lắp khớp ở đây.